mời các bạn xem tiếp bộ truyện Lồng Tuyết, chấp 4. Chúc bác một ngày tốt lành. Con đến rồi, dạo này con học hành thế nào rồi? Afua, thủ lĩnh lang tộc Lysen. Môn săn bắn và môn chiến đấu được A, môn văn kém hơn chút được A ạ. Dạo này con đang nghiên cứu về nguồn gốc của lang tộc. Ngắt lời, có cố gắng, tiếp tục phát huy đi. Phải rồi, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Đây là Don, Hestia và con của chú ấy. Dây, Don Hestia, thủ lĩnh lang tộc Gangro, diệt vong. Dây Hestia, lang tộc Gangro. Trước sự chứng kiến của Nguyệt Thần, ta muốn kết duyên vợ chồng cùng với Don. Dây con tiến lên chút, để ta xem chút nào. Do dự. Rụt rè. Vâng. Thủ lĩnh đại nhân. Đừng sợ, sau này ta chính là mẹ của con, đây cũng sẽ là nhà của con. Đây là cháu trai ta, Diester Anbeck, cũng là người ta có dự định sẽ truyền cho ngôi vị trưởng lão đời kế tiếp. Con lớn tuổi hơn nó, sau này con chính là anh của nó. Em trai, xin chào. Một. Ai là em trai của anh? Đau. Em trai, đừng mà. Hưng phấn, ai là em trai của anh hả? Dây, anh biết gì không? Lần đầu tiên em gặp anh trong sáng, thuần khiết hệt như bông hoa tuyết liên trên núi cao. Diester Anbeck, bạn đời của con là Jay Hestia. Khi ấy em đã biết anh là bạn đời của em do Nguyệt Thần chọn, anh chỉ có thể là của em. Anh chỉ có thể bị em vấy bẩn. Ngạc nhiên, sao lại vậy? Bén ra. Lộ ra. Cắn. Em trai, em dừng lại đi. Đau quá, đừng. Dây, quản gia, mau gọi bác sĩ.